Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con có một lô đen ru nắng xưa nha cô chú. Và cái dòng đen ru nắng này thì nó rất là hiếm cô chú, nó không có nhiều đâu. Và hôm nay thì con về chỉ có khoảng mười mấy chậu thôi. Hàng rất là hiếm nha cô chú. Và cái discolor này thì là một dòng đen ru nắng xưa. Cái này là chỉ có hàng tách chiết ra thôi, chứ nó không thể nào mà làm mô được. Đó. Hàng sưu tầm nha cô chú, đen ru nắng discolor. Và cái này mình về mình chăm sóc á, cây nó sẽ rất là mau phát triển cô chú. Có cây thì nó dài khoảng gần 2 mét luôn á, hơn 2 mét luôn cô chú. Tại vì ở vườn con đang có một cái chậu discolor rất là to, nên mình về mình chăm sóc rất là dễ cô chú. Đó. Đây, đây là chậu đen ru nắng discolor khủng ở vườn nha cô chú. Đó. Thân rất là to luôn cô chú. Đôi cô chú xem nè. Nó gấp đôi con cái nha cô chú. Gấp 3 lần luôn á, rất là to luôn. Thân như thân mía vậy đó. Và nó cực kỳ dài nha cô chú. Nó dài đang tầm khoảng hơn 2 mét á. À, loại này thì mình rất là dễ, mình trồng rất là dễ. À. Và cái lô hàng này là do con lấy về giá nó rẻ nên con xuất ra bán với giá nó cũng mềm nha cô chú. Đang có 2 4 6 7 cọng. Mầm đang đi ngọn rất là tốt cô chú, và có một số chậu đã bắt đầu đứng ngọn rồi, chuẩn bị cho hoa nha cô chú. Đen rô nắng discolor. Và cái hàng này thì bây giờ nó không có nhiều đâu, một loại nắng xưa cô chú rất là hiếm. Mã số 1 rất là nhiều thân nha cô chú. Và giá của nó là 500 nghìn cho mã số 1. Cái này mình về mình chăm sóc nó rất là mau lớn cô chú. Có cái thân nó có thể nó bự hơn gấp 3 con cái luôn á, rất là to. Và cái thân này thì nó dài đang tầm khoảng 40 cm nè cô chú. Đây. Khoảng 40 cm. Và giá của giờ mã số 1 là 500 nghìn. Đen đồ nắng ít color nha cô chú. Mã số 1 500. Con đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt nha cô chú. Cái này mình về mình bỏ chậu ra mình trồng lại. Cô chú nhìn rễ đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt nè. Và đây là mã số 2 nha cô chú. Giá của chậu mã số 2 này là 450 nghìn. Nó cũng đang có rất là nhiều thân luôn. Mã số 2 450 nghìn nha cô chú. À, nói chung là con lựa mấy cái giò đẹp để con quay trước. Tại vì cái lô này nó về chứ có mười mấy 20 chậu thôi cô chú. Và cọng dài nhất là đang nằm một khoảng gần 50 cô chú. Và mấy thân ngắn ngắn thì nó khoảng từ 35 sang trở lên. Giá của giờ này là 450 nha cô chú. Mã số là mã số 2. Đen ru nắng discolor. Một dòng đen ru nắng xưa, rất là xưa. Giá là 450 nghìn và mã số của nó là mã số 2. Tiếp tục đây là mã số tiếp theo nha cô chú. Mã số của nó là mã số 3 và giá tiền của nó là 400 nghìn. Đang có hai mầm nè cô chú và cái thân dài nhất đang là một khoảng 35 cm. Mấy cái mầm thì nó khoảng từ 20 cm trở lên. Và giá của nó là 400 nha cô chú. Bụi rất là nhiều thân. Và mã số là mã số 3, giá 400 nghìn. Đó. Mầm con đang lên rất là khỏe nha cô chú. Giá 400, mã số là mã số 3. 400 nghìn cho mã số 3. Và nó còn có một cái tên gọi khác mà cô chú mình hay thường gọi là Dendro vàng 4 số 9 nha cô chú. Tại vì cái mặt hoa là vàng rực luôn á. Đây là mã số 4. Giá của nó là 400 nghìn nha cô chú. Rất là nhiều thân. 400 nghìn cho mã số 4. Dendro nắng discolor 400. Đã ra rễ rất là tốt nha cô chú, và đang chuẩn bị lên mầm nè. Nói chung là rất là khỏe. Mình về với việc mình tách bớt sơ dừa ra và mình trồng lại giá thể khác thôi, thì cây nó sẽ rất là mau phát triển nha cô chú. Mã số của nó là mã số 4, giá là 400. Mã số 4, 400 nghìn. Tiếp tục đây là chậu Dendro discolor mã số tiếp theo, mã số 5. Và giá cũng là 400 nha cô chú. Nó đang có rất là nhiều thân và rễ của nó nè. Cái mầm con đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Rễ ra như giá luôn á, rất là khỏe luôn. Mình về mới việc mình tách ra mình trồng lại thôi. Và giá của chậu này cũng là 400 nha cô chú. Dendro nắng discolor. Và để tìm được một số chậu Dendro nắng thì rất là hiếm nha cô chú. Bây giờ nó không có nhiều đâu. Mã số 5, giá 400 nghìn. Tiếp tục mã số tiếp theo là mã số 6 nha cô chú. Mấy giờ đã đứng ngọn rồi và mắt cái mắt ngủ của nó rất là sáng. Đó, mấy cái mắt ngủ nè cô chú, nó đang chuẩn bị lên mầm hết nè. Rất là khỏe. Giá của giờ này cũng là 400 luôn. Đen ru nắng discolor nha cô chú. Một dòng đen ru nắng xưa. Rất là hiếm. Cọng lớn nhất là dài tầm khoảng 40 cm. Và mấy cọng nhỏ từ khoảng 30 cm trở lên nha cô chú. Đen ru nắng discolor. Và mã số của nó là mã số 6. 400 nghìn cho mã số 6. Tiếp tục mã số 7. Cũng là 400 nghìn luôn. Nói chung là rất là nhiều thân nha cô chú. Còn quay mã số cho các cô chú mình dễ lựa. Mình thích cái nào thì mình lựa cái đó. Chậu này đang đi hai hướng nha cô chú. Dài tầm khoảng 35 cm là dài nhất. Mấy cọng ngắn tầm khoảng 30 cm. Mã số 7.
Giá của nó là 400.000 nha cô chú, cho mã 7, giá 400. Mã số 7. Nắng đít color. Và đây là chậu mã số 8 nha cô chú. Chậu này thì nó có rất là nhiều thân nhưng mà thân nó bé cô chú. Thân nó chỉ khoảng gần 20 cm thôi. Đang có rất là nhiều thân. Đó. Cô chú nào mình muốn nhiều thân thì mình lấy chậu này. Mã số là mã số 8. Và giá của nó cũng là 400.000 nha cô chú, mã số 8, Denru nắng đít color, mã số 8 giá 400. Đây là mã số tiếp theo nha cô chú. Mã số của nó là mã số 9. Nói chung là cây này đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe rồi. Đây. Mình về chỉ việc mình tách ra mình trồng lại nha cô chú. Và giá của nó là 400.000, mã số là mã số 9, Denru nắng đít color, một dòng Denru nắng xưa, rất là hiếm nha cô chú, không có nhiều hàng đâu. Mã số 9 giá 400.000. Mã số 9. Đây là mã số tiếp theo nha cô chú, mã số 10, giá cũng là 400. Thân dài nhất là đang nằm khoảng 30 và thân ngắn ngắn được khoảng 25 cm nha cô chú. Đã ra rễ rất là tốt. Đó. Nói chung là cây rất là khỏe, hàng thuần nha cô chú. Mã số là mã số 10 và giá của nó là 400.000 cho mã số 10 nha cô chú. Kính đít color này thì lâu lâu cũng mới về một cái lô hàng, rất là hiếm. Tại vì lúc trước là con mua hướng người ta không á, mà bây giờ đang có nguyên chậu này mà giá nó cũng rẻ nữa. Để cho các cô chú mình chưa có thì mình dễ sưu tầm. 400 nha cô chú, mã số 10. Đây là mã số tiếp theo, mã số của nó là mã số 11. Và cô chú nhìn nè, cây nó đã bắt đầu ra rễ rất là tốt nha cô chú, xuống rễ ào ào luôn nè. Giá của chậu này là 400 và mã số là mã số 11 nha cô chú. Thân dài tầm khoảng 27 28 cm. Giá là 400.000, mã số là mã số 11. 400. Và đây là mã số 12 nha cô chú, giá là 400 luôn. Đó, rễ nó ra như giá luôn rồi nha cô chú. Bám rễ rất là tốt. Đây là hàng thuần, trồng thuần vườn nha cô chú. Mã số của nó là mã số 12 và kích thước cây đang nằm một khoảng 30 cm. Giá của nó là 400.000, mã số 12. Denru nắng đít color. Còn có một cái tên gọi khác là vàng 4 số 9 nha cô chú. Một dòng Denru nắng rất là xưa và rất là hiếm luôn, không có nhiều. Rất là đáng sưu tầm nha cô chú, mã số 12. Giá của nó là 400. Tiếp tục là mã số 13 và giá của chậu này là 400.000, mã 13 nha cô chú. Thân dài nhất đang nằm một khoảng gần 30 cm. Nói chung là cái này mình về mình chăm sóc phân thuốc đầy đủ thì nó sẽ rất là mau lớn cô chú. Và thân nó có thể nó mập hơn cái mía luôn á, rất là đã. Mã số 13 giá 400.000. Mã 13 nha cô chú, Denru nắng đít color. Mã số 13 giá 400. Và mã tiếp theo là mã số 14, có 4 cộng nha cô chú. Cộng dài nhất là đang nằm một khoảng 30. Mấy thân này nó đứng ngọn rồi, chuẩn bị hoa hết nha cô chú. Và giá của nó là 400.000. Mã số của chậu này là mã số 14, Denru nắng đít color, mã số 14 giá 400. Cây 14 đang chuẩn bị lên mầm nữa nè cô chú. Giá 400.000, mã 14. Tiếp tục mã số 15. Cây này đang đi ngọn và đã ra rễ rất là tốt cô chú. Giá của chậu này là 350.000, tại vì nó ít thân hơn. Giá là 350 nha cô chú. Cộng dài nhất của nó đang nằm một khoảng 40 cm. Denru nắng đít color mã số 15, giá là 350.000, mã số 15. Tiếp tục đây là chậu đít color mã số 16 nha cô chú, giá là 300. Cô chú nhìn mắt ngủ nè, mắt chính mắt phụ nó đều đã sưng mắt hết rồi, đã bắt đầu phúng rễ rồi nè cô chú. Và giá của chậu này là 300.000, có hai thân, một thân đã đứng ngọn nha cô chú và một thân nó vẫn còn đang đi ngọn luôn. Và giá của chậu này là 300.000, mã số của nó là mã số 16 nha cô chú. Thân dài nhất đang nằm một khoảng cỡ 50 cm á, mã số 16. Và giá của nó là 300.000, mã 16. Tiếp tục đây là mã số 17 nè cô chú. Nó cũng có hai thân luôn. Và một thân của nó là đang dài được khoảng gần 50 cm cô chú, đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt. Và giá của chậu này là 300.000 và mã số của nó là mã số 17 nha cô chú. Giá 300 cho mã 17. Denru nắng đít color mã số 17 giá là 300.000. Và mã tiếp theo là mã số 18 nha cô chú và giá là 300 hai thân. Hai thân này thì nó dài được tầm khoảng, để con đo thử coi nó dài được bao nhiêu nha cô chú. Hai thân này dài được khoảng 30 cm. Xin lỗi cô chú. Nó khoảng gần 40 cm luôn cô chú. Hai thân này dài được khoảng 40 cm á. Và giá của nó là 300.000, mã số là mã số 18 nha cô chú. Denru nắng đít color, mã số 18, giá là 300.000. Đây là chậu Denru nắng đít color mã số cuối cùng, mã số 19, có một thân, đã ra rễ rất là tốt nha cô chú, một thân. Và giá của chậu này là 230.000 một thân cô chú. Thân này nó đang dài được khoảng gần 50 cm. Mã số của nó là mã số 19 và giá là 230.000 có một thân. Mã số cuối cùng nha cô chú. Số điện thoại bên cửa hàng bên con là 0908 846 804
và địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Kiên Chánh, thành phố Tân An, Long An, và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đèn đu nắng đít color nha cô chú.